Lan Dương Châu Thảo xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn ạ. Ngày hôm nay là ngày 21 tháng 10 2018 và cho phép xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến cả gia đình mình có một buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui ạ. Ngày hôm nay thì gia đình em có về thêm rất là nhiều mặt hàng, tuy nhiên rằng là chỉ có những cái hàng thuần thôi ạ. Còn hàng kg thì gia đình em hiện tại thì vẫn chưa có, bởi vì là dân ở trên Cao Bằng thì đang gặt và thời tiết thì đang rất là mưa nên là vẫn chưa có hàng kg bán để giao lưu với cả nhà. Và cô chú anh chị mua hàng vui lòng nhắn tin hoặc là gọi điện cho em Thảo theo số điện thoại là 0965 495 087 hoặc là số điện thoại Viettel là 09 số điện thoại Vina là 0848 626 228 ạ. Và bây giờ thì em sẽ đi giao lưu và giới thiệu đến cả nhà về những cái hàng thuần cũng như là những cái hàng kg luôn nhá. Tiên thì em xin giao lưu với mọi người về những cái chậu kiếm của gia đình em đấy ạ. Đấy, đây là kiếm lô hội nhá. Kiếm lô hội hoa xổ số. Đây ạ, gia đình em ngày hôm nay thì có khá là nhiều chậu. Và tất cả những cái chậu thì nó cái về những cái cây ấy thì nó na ná như nhau hết luôn. Đấy, đây ạ, cả nhà có thể nhìn thấy là chậu nào cũng giống như chậu nào đúng không ạ. Em bán phiên ngày hôm nay là 230.000 một chậu thôi. Đây, 230.000 một chậu đây này. Đó, rất là xinh luôn đúng không ạ. Và cái kiếm thì là một cái dòng đang đi lên về cái giá cả rất là nhanh luôn. Đấy, đang được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích. Và tiếp theo ạ, đây em xin giao lưu với mọi người, đây chính là những cái chậu hài dâu của gia đình em đấy ạ. Hài dâu này thì là một trong những cái đặc trưng của hài dâu là nở hoa được rất là lâu. Đây ví dụ như là những cái cây này thì nó đã nở hoa được hơn 2 tháng rồi đây này. Đấy, hoa của nó rất là đáng yêu đúng không ạ? Nhìn là rất là giống với cái đôi giày của chúng ta đúng không ạ? Em bán là 250.000 một chậu, hôm nay có 3 chậu này. Đây nữa này. 250.000 3 chậu. Mỗi chậu là 250.000 nhá. Và tiếp theo đây chính là thanh đạm sữa của gia đình em này, em bán là 300.000 một chậu đấy ạ. Đây, em có 3 chậu nữa. Đấy. 300.000 một chậu đây. Số 1, số 2, số 3 này. Nói chung là chậu nào nó cũng na ná như nhau ấy. Đấy, số 1, số 2, số 3 đúng không ạ? Và tiếp theo em xin giao lưu với mọi người, đây là những cái giò kiều hồng của gia đình em đấy ạ. Đấy, hoa kiều hồng thì chuẩn bị có hoa ấy, thì nếu mà cô chú anh chị mà chúng ta muốn hoa của nó hồng đậm hơn, nó xinh đẹp hơn thì chúng ta hãy treo ở chỗ có nắng nhá. Treo ở chỗ có nắng và có gió ấy, thì hoa của nó khi nở nó sẽ hồng xinh hơn và nó sẽ hồng hết mức tối đa của nó luôn ạ. Đối với chậu kiều hồng đây, em sẽ quay từ số 1 sang nhá. Số 1 em bán là 550.000 đây. Đây ạ. Có rất là nhiều thân luôn đấy ạ. Đấy. Đây. Rất là xinh luôn. Đây, em sẽ xoay một vòng cho cả nhà cùng xem luôn này, chậu số 1 này. Rất là đáng yêu và rất là đẹp luôn đấy ạ. Chậu số 1 550.000 này. Chậu số 2 này sẽ chậu số 2 này này. Em bán là 650.000 đây, chậu này nhiều thân hơn đây. Nhiều thân hơn. Những cái thân này thì nó chưa lớn lắm nhưng mà chúng ta mà thuần ấy sang năm kiểu gì cũng cho ra hoa và những cái thân của nó sẽ dài hơn rất là nhiều luôn này. Đối với kiều hồng. Đây. Giò số 2 là 650.000 này. Cái giò này thì nhiều thân lắm. Và tiếp theo đây là cái chậu này. Chậu số 3 này, em tính ở chậu số 3 nhá. Chậu này em bán là 380.000 một chậu này. Đây, đây là ghép vào gỗ này. Đó. Và tiếp theo thì ở giữa có một chậu hoàng phi hạc để em đã dùng hai cái chậu của gia đình em giữ cho nó chắc lại. Về cái chậu đây. Nè, chậu em bán là 200.000 này, gồm có 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân và có mấy cái thân lít nhít nó đang mọc ở trên này nữa này. Đúng không ạ? Phải không? Đây là rêu chứ. Đây ạ. Đấy, em bán có 200.000 thôi mà nó dựng lên thì xinh không? Đấy, rất là xinh luôn, bán 200.000 thôi. Hay những cái thân già chúng ta về chúng ta không cắt đi đâu nhá, để cho nó còn nuôi những cái thân tơ này. Và tiếp theo thì là có hai cái chậu kiều vàng em sẽ giao lưu với mọi người luôn này. Chậu đầu tiên thì em bán là 500.000 đấy ạ. Chậu này thì rất là nhiều thân luôn đây. 1 này, 2, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hơn 13 thân đấy. Những cái thân già này mọi người lưu ý nhá. Trừ những cái thân nào nó khô không khốc thì chúng ta mới cắt thôi. Còn lại những cái thân mà nó còn xanh như này ấy, thì chúng ta vẫn để cho nó dưỡng cái thân tơ. Chậu số 1 này, chậu số 2 này em bán 470.000 này. Chậu số 2 là 470.000 đây. Đây ạ. Đúng rất là xinh đúng không nào. Và bây giờ thì em sẽ giao lưu với mọi người về những cái hàng rắn hương đuôi cáo này. Về chậu số 1 này em bán 400.000 này. Chậu này thì bây giờ mình là sẽ không tính cây này nhá, mình chỉ tính hai cái cây ngoài này trước đi. Đấy, đây. Hai cây này. Tại vì nhà em mới phun vôi xong ấy cả nhà nên là nó hơi trắng trắng.
Đấy, nó hơi còn phớt phớt đây này. Đây là do nhà em mới phun vôi xong để khử trùng ấy. Đó. Còn cái cây cây bên này nữa này, nó đang trong quá trình phát triển đây. Đó. Em chắc là vừa rồi chắc các bạn lại mới trồng thêm vào. Nên nó đang quá trình phục hồi. Em bán có 400.000 mà cái chậu này gồm có 3 cây thì rất là rẻ luôn đúng không ạ? Và bên này đây là một cái chậu nữa thì cũng 400.000 này. Đây, gồm có cây này này, là cả nhà có nhìn thấy này. À, mọi người lưu ý cho em là những cái cây như này này thì do là gia đình em vừa mới phun vôi xong để nên là nước vôi trong ấy nên là nó bị trắng trắng thôi. Đây, chậu này gồm có 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cái cây này thì mất ngọn này. 6, 1, 2, 3, 4, 5 đó, không tính cây mất ngọn là 5 cây đó. Và từ tiếp theo là chậu số 3 này em cũng bán là 400.000 đây. Dạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây này đó. Nó còn nhỡ nhỡ thôi, nhà em mới trồng nó mới bắt đầu phục hồi xong đấy. Tầm nửa năm rồi. Còn những cái chậu kia thì trồng lâu hơn vì nó đã có rễ. Nhưng mà mới trồng nhưng mà nó cũng có rễ, nó đâm thủng mạnh lắm đây này. Rễ nó cũng sung lắm. Và tiếp theo là chậu này nữa cũng 400.000 này. Đã. 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 cây liền. Đấy, nó đang trong quá trình phục hồi và nó đang phát triển đây. Tại vì là trời mưa nhiều quá em Thảo không có cái gì giao lưu nên là giờ bán hàng thuần. Giá rẻ luôn. Và tiếp theo đây ạ. Và tiếp theo thì em giao lưu với mọi người về đây là những cái hàng long tu xuân của gia đình em đã. Cái giỏ số 1 này. Đó, giỏ số 1 em bán 250.000 này, gồm có 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5, 6, 7, 8 thân. Hơn 9 thân, 10 thân nếu mà tính cả hai cái thân bé này nữa. 11 thân đấy nếu mà tính hai cái thân bé bé này này. Và tiếp theo là chậu này là em bán 280.000 này. Đấy, với cái thân tơ của nó dài hơn đây. Đây là chậu số 2 này. Đấy, và tiếp theo thì còn có một vài giò nữa à, số 3, số 4 này. Đấy, em sẽ bán đồng giá là 200.000 thôi. Đấy ạ à. Và tiếp theo thì em có một ít mạc xuân em muốn giao lưu với mọi người. Em hôm nay giao lưu với mọi người 5 chậu. Mỗi chậu em bán đồng giá là 350.000 một cân à, một chậu như thế này. Đấy, rất là sung đúng không ạ? Đang phát triển rất là xanh mướt. Đây ạ, và đây là tiếp theo là em có một cái chậu hoa gồm có hai loại, đó chính là đùi gà và hoàng phi hạc đấy ạ. Đối với chậu này em bán 400.000 này, có rất là nhiều thân luôn, em sẽ xoay cho mọi người xem đấy ạ. Đó, rất là đẹp luôn ạ, chỉ có bán 400.000 thôi, gồm có đùi gà và hoàng phi hạc này. Và em tiếp theo là một cái giò thập hoa em giới thiệu đến cả nhà đấy ạ. Đây ạ, 450.000 một chậu này, đấy ạ, có rất là nhiều thân tơ luôn. Xoay một vòng cho cả nhà cùng xem luôn đấy ạ. Đó, em bán chỉ có 450.000 thôi ạ. Cái dòng tập hoa này nếu mà cả nhà chưa biết đến mặt hoa thì hãy inbox vào Zalo của em mà theo số điện thoại là 0965 495 087 thì em sẽ gửi cho cả nhà xem luôn. Tiếp theo đây ạ, đây có một cái chậu, một cái giò tiếp theo của tập hoa nữa, em bán có 300.000 thôi đấy ạ. Này cũng có khá là nhiều thân, xoay một vòng cho quý khách hàng xem nào. Đó. Rồi ok. Và tiếp theo thì em xin giao lưu với mọi người về cái dòng giáng hương tam bảo sắc ạ. Là một cái dòng hoa duy nhất có 3 màu là màu vàng, trắng và tím đúng không ạ? Giò này thì em bán là 350.000 thôi ạ. Cả nhà có thể cùng nhìn này. Nó có rất là nhiều thân mà nó đang trong quá trình phát triển. Nhìn cái bộ rễ của nó rất là sung đây này. Nó đang phát triển. Tiếp theo là cái chậu số 2 cũng bán 350.000 đấy ạ. Đó. Rễ nó cũng đang rất là phát triển rồi. Và em bán thì rất là rẻ đúng không ạ? Chỉ có 350.000 thôi. Và chậu cuối cùng em giao lưu với mọi người đây ạ. Đây nó còn đang dính ít vôi này. À, về chậu số 3 này em bán 400.000 đấy ạ. Đấy. Xoay một vòng cho quý khách hàng xem. Rồi, ok. Và cô chú anh chị mua hàng vui lòng nhắn tin hoặc là gọi điện cho em Thảo nhé. Và cả nhà nhớ đăng ký kênh hoặc là ấn vào chữ xem trước ở trên Facebook của em hoặc là vào AD Zalo của em theo số điện thoại là 0965 495 087 nhé. Em xin kính chào và hẹn gặp lại cả gia đình mình ở video buổi tối ngày hôm nay nhé. À, buổi tối ngày hôm nay thì gia đình em về thêm hàng kg rất là nhiều luôn đấy ạ.